VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới ngon đào mong. Đội trưởng ở vị trí thứ tư đứng dậy. Hiệu trưởng hai nhưng tụi anh thì cool mà như băng mà không cần cố. Anh tụi lên kiến nghị. Mình nghĩ là mọi người đưa một cái phong bì lộn. Ủa sao em không có chữ gì với ta? Sao nó có số không vậy? Thế cho anh nghĩ rằng là cái vị trí đó mà Hiếu Thuyết đạt được thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Khá là bất ngờ khi mà được thứ hạng thứ tư này và là nhóm trưởng. Em nghĩ sẽ là một điều rất là thú vị. Hy vọng là tất cả mọi người ai muốn chiến thắng thì về đội của mình ạ. Khẩu khí khá lắm. Ai muốn thắng thì về đội Hiếu thứ hai. Nhưng mà thật sự Hiếu thứ hai muốn thắng thì nên có Trung ở trong đội. Anh trai thứ hai lẹ lên hết người rồi. Captain về chưa? Captain đã về. Anh Win về chưa? Anh về Isaac rồi. Wow, thật sự quá khó. Khi mà mình bước vào á thì những cái người mà mình muốn chọn á là đã được chọn hết rồi. Từ kiếm Dương Đông Bích hả? Dương Đông Bích đâu? Trời ơi, kiếm Dương Đông Bích hả? Đi bạn ơi, đây trời ơi, tôi có vật chất mà, tôi có tất cả, tôi còn có sắc đẹp nữa, tôi làm nhạc hay nữa bạn ơi. Trời ơi, sao mà bạn suy nghĩ nhiều quá vậy? Về đây bên nhau, ta nối lại tình sự. Ok trời ơi, hẹn gặp lại ở Đào Hoa nha. Ok trời ơi, hẹn gặp lại ở Đào Hoa nha. Hẹn ở Đào Hoa. Gì vậy? Thiệt là tồi tệ. Mình rất đắn đo, mình nghĩ là thôi phòng này không chọn được không? Mình có thể làm lại mà Hiếu. Hiếu kiểu nhìn mình xong rồi Hiếu bảo chứ em làm với anh rồi, xong Hiếu quay lại Hiếu nhìn người khác luôn. Một chút hụt hẫng nhất định. Từ từ. Chỉ còn có 5 người Hiếu mà không chọn mình nữa thì chắc chắn mình sẽ ra đảo. Tiêu chí của em là gì Hiếu? Tiêu chí của em là mấy anh em đã năng không? Chính là anh rồi. Thì bắt buộc chủ động để mà hô hào thôi. Anh đó, với anh đi. Anh bi chơi được hết phải không anh? Chơi hết em ơi. Mấy anh em còn ai chơi anh bi được nữa không? Hiếu ơi anh đâu anh bi được. Anh Ly lấy hết sức của mình để mà thuyết phục. Anh hát lại tại chỗ cho em nghe được không? Anh hát thử đi. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Cha Ban. Ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London. Trời. Quá cố gắng anh Ly ơi. Anh hợp với đội anh Isaac ạ. Có gì á. Dòng này em biết một người thôi. Anh giải cứu như sao? Please. Hiểu anh, pick anh đi. Kiểu tim đập bì đi luôn á. Dòng này em biết một người thôi. Anh Jason ạ. Yes. Thở phào. Em đồng ý ạ. Hôn đi. Tuyệt vời. Rồi rồi. Cái màu giọng của anh Jason và đặc biệt cái khả năng nhảy anh cũng rất là tốt. Nên là mình pick anh Jason. Em đã cố gắng hết sức. Hát thêm bài nữa. Được. Em muốn... em sợ là anh hát một bài nữa em không chọn anh thì kỳ lắm. Xót xa, đau đớn. Anh Ali hát rất hay, ăn lượng cũng tốt. Nhưng mà mình cảm giác là cái tính cách của mình với anh Ali là mình sợ không hợp nhau. Hiếu ơi, anh hát được Hiếu. Hiếu ơi, anh dễ thương lắm, anh tốt tính lắm em. Đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe. Cũng chạy lòng ạ. Hiếu ơi, anh em hết rồi Hiếu. Rất xin lỗi anh Ali nha. Thôi anh hiểu rồi, anh hiểu số phận anh rồi. Quê anh can đảm giơ tay, tại vì thấy anh Ali cũng nỗ lực lắm thì mình cũng thử xem sao. Anh đã có một người manager chưa? Cái list mà đăng 30 anh trai lên á là Hùng Huỳnh là người mà mình search đầu tiên. Nó wow, nhảy căng đét và thi ở bên ở nước ngoài nữa cũng khá là legit. Hùng Huỳnh ạ. Ai ngồi đâu? Hiếu đồng ý cơ. Rồi, đồng dấu. Thật sự thì kết quả ở cái vòng sỏi đá của mình là không như tính toán ban đầu. Thì mình bắt buộc qua cái phòng màu mỡ mình phải cố gắng hết sức. Bóc lá thăm đầu tiên. Anh trai Đức Phúc. Ôi dồi. Đừng chọn em. Mình vẫn hướng về Hiếu thứ hai. Anh trai Đức Phúc chọn đội trưởng Song Luân. Cảm ơn anh vì đã không chọn em. Wow.
30 giây bắt đầu. Thực tế là em cũng không có gì ngoài giọng hát, idea, concept, tất cả mọi thứ. Nên là nếu mà anh thích anh chọn em đi, em sẽ dắt tay nhau đi đến chiến thắng như vừa rồi anh vừa làm. Wow. Anh trai Song Luân đồng ý hay không đồng ý? Yes, yes, yeah. Wow. Chúc mừng anh trai Đức Phúc về với team Song Luân. Tìm thấy nhau nha. Dạ, thật ra là em đang tìm kiếm một người có thể leader được một cái team còn lại. Trước đây Jack nói là Đức Phúc rất là chu đáo, cho nên anh giật gà của tôi rồi đó. Mất gà rồi, mất một nhân tố gọi là quái vật trong lòng mình rồi. Bà Jack cảm thấy tiếc á. Thực tế là em cũng muốn chọn cả Hiếu. Cũng rất là thích Hiếu, tại vì Hiếu làm việc cũng rất là vui. Nên là cảm ơn Hiếu nhé. Ôi ôi, nghe đi giả chân. Mà anh chọn em mà em phải từ chối. Ôi ôi ôi, sao vậy em? Sao vậy em? Ủa tại sao vậy? Mà người ta bao nhiêu người khen mà em từ chối là sao? Tất nhiên là ảnh quá giỏi đi, nên là bây giờ phải nhường cho mấy anh em ở đây. Còn sống vì cộng đồng quá. Tiếp theo, Quân AP chọn Hiếu thứ hai. Wow. Rồi team đi chùa rồi. Anh trai Vũ Thịnh à? Ồ. Hiếu thứ hai đã được rồi. Wow. 30 giây bắt đầu. Vòng trước thì anh đã nhảy rồi, nên là vòng này anh cũng rất là muốn vào một team mà mạnh về rap để anh có thể học hỏi hơn về rap. Với cả anh nghĩ là sẽ không có nhiều người khi mà Hiếu đứng diễn ở trên sân khấu mà tự tin để đứng cạnh Hiếu hát đâu. Nên là anh sẽ là người có cái tự tin đấy để đồng hành với em trên sân khấu. Em quên rằng là anh vừa ở trong đội Hiếu vừa rồi anh vẫn đứng hát ngon hơn đấy còn gì. Thì đến nhưng mà lần này anh lại không chọn nữa đây. Hiếu ơi, anh nghĩ em là người thẳng thắn nên là anh cũng muốn thẳng thắn ở trong vấn đề này. Đối với anh thì một người đội trưởng mẫu mực ở trong trái tim anh á thì đó vẫn là anh Isaac. Nhưng mà anh đã chung team anh Isaac rồi và anh nghĩ là nếu em có anh thì em sẽ có một ẩn số là anh sẽ bùng nổ với những gì mà anh Isaac đã khai phá được anh ở là số 1. Yes sir. Wow. Chắc là Hiếu sẽ chọn Vũ Thịnh một cái nhân tố để nhảy. Em vẫn sẽ chọn Quân. Bởi vì rõ ràng là ở trong chương trình của mình chắc chắn vẫn sẽ có những cái bài hát về vocal. Em rất thích anh Quân. Không phải, tại vì hiện tại là trong team là có... Thôi đừng nói. Lưu Hoàng nhìn mặt của Hiếu thứ hai và là mình đọc vị luôn nha. Khả năng hai người này ra đảo là vô cùng cao. Hình như là cũng đã có hai cái màu giọng nghe cũng trầm rồi mà em thì cũng trầm nữa. Anh không phải là màu giọng trầm nha, anh đi học thì tất cả các cô giáo nói là anh là tenor. Cái này anh chứng kiến, anh học cùng lớp. Mà anh có thể hát trên quãng cao được. Dùng đủ mọi cách để đội trưởng nhìn thấy sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu của mình. Vì vị trí nào mà team em đang thiếu anh có thể chám vào vị trí ấy được. Đó, vậy mới là khuyết phục đó. Nếu mà đội trưởng mà không chọn thì quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Yes or no? Mình wow luôn. Wow. Sao mà có thể mà tuôn ra những cái lời đó mà nhanh tới mức đó, mà nó nghe rất là chân thành. Lúc yes. đầu là em định từ chối nhưng mà em thích sự tự tin của anh. Em đồng ý ạ, à. Tin là sẽ làm được. Yes sir. Yeah. Hay. Rồi, cho em xin đóng một cái. Hôm nay trai đẹp. Anh trai Vũ Thịnh à? Và rất là vui vì anh đã thẳng thắn với em. Em cũng xin phép thẳng thắn lại là em từ chối ạ. Vũ Thịnh sẽ ra đảo hoàng. Trời ơi. Cảm ơn em. Thật sự thì mình từ chối nó cũng nhiều lý do lắm. Anh mở bài bằng một cái câu là thật sự thì anh muốn về đội của anh Isaac. Nó giống như cái chuyện là mình tỏ tình với người yêu mới nhưng mà mình nói là anh vẫn yêu người yêu cũ. Thì nó quá là kỳ cục. Mong anh Vũ Thịnh xem xét và sửa lại. Ra đảo à? Anh là từ chối hay sao? Thì em nghĩ sao anh có mặt ở đây? Mọi người anh là từ chối. Mọi anh là từ chối. À, thế là mọi người có giá hơn em rồi. À thế thì em qua khu với anh. Em qua khu này ngồi với anh. Hình như là có mỗi Tú với Dương là từ chối đội trưởng, còn đâu là tất cả mọi người còn lại là bị đội trưởng từ chối. Em hỏi nhá, nó hơi đau là một mình anh thôi. Đâu chưa? À chưa hả? Bốc thăm từng người. À, thế là bên này không có giá mà anh em mình. Nhưng mà anh muốn về đội ai mà bị từ chối? Vào đội Hiếu thứ hai. Ồ thế hai anh em bắt tay đi. Hai anh em bắt tay đi. Ngày hôm nay là Hiếu thứ hai là gieo nghiệp của mình nhiều. Từ chối hết người này đến người kia.
Y Hurricane. Oh. Hey. Trời ơi, hai ai nữa? Ơi. Còn biết ai nữa? Hai thứ hiệu. Hey. Hai thứ hiệu. Hey. Quê nhiều để kêu ra nói chuyện riêng. Sao mà cái bạn này bạn ấy quá à. Chắc là muốn là đầu quân bên đó để tiêu diệt này kia. Đầu tiên là cảm ơn anh Song Luân đã là người đội trưởng rất là tuyệt vời của em trong live show 1. Wow. Những gì anh làm thì em rất cảm kích. Hiếu ơi, tôi với bạn thì làm việc với nhau quá nhiều năm rồi, cũng hiểu tính cách làm việc của nhau rồi. Trong đầu của mình nha, mình không muốn vô đây mà gặp Negip với lại Hurricane, mình không muốn chung đội. Nó gặp ở ngoài nó chán mặt luôn rồi. Muốn làm việc với những anh em mới. Nhưng có rất nhiều bản hit đã được sản xuất rồi. Quan trọng là có ADN của top 1. Yeah. Quá tuyệt vời. Yes or no? Em muốn Khang trả lời giùm em luôn, tại vì hai anh em rất hiểu ý nhau ạ. À. Yes, chứ sao lại không? Yes sir, let's go! Yeah. Yes! Team của mình đang rất là thiếu người biết viết nhạc và làm nhạc, nên là bắt buộc phải cầu cứu Hurricane. Ủa, chào mọi người, ủa? Trời ơi, người dân đảo mình đông hả? Ủa, 10 trên 10 có gần 3 người rồi nè, anh em ơi. Mình gặp lại nhau. 10 trên 10. Là cả nhóm mình hầu như là hơn một nửa đi ra đảo hoang. Thì mình cũng hiểu được lý do vì sao mà bạn mình hạng 6. Nhưng mà gom mình thành một nhóm đi. Nhưng mà không ai hẹp tụi mình hết á. Cái thế khác nha, anh Tú là từ chối đội trưởng. Vậy ha, ừ. Anh có thế không? Vậy em có thế. Như nào anh kể đi anh. Em chọn ai? Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai. Wow. Hiếu ơi, nếu như mà đội em đã có quá nhiều giọng trầm rồi, anh sẽ nói giọng cao cả đời. Em thấy đó, từ ngày xưa chúng ta đã có câu trai thời trung hiếu làm đầu. Hồi nãy em nói là ai muốn chiến thắng thì về đội em. Nếu em muốn chiến thắng là em phải cần có anh trong đội. Dễ thương quá, dễ thương quá. Mình với Trung chơi với nhau rất là lâu rồi, vẫn không thể nào mà hiểu nổi là tại sao Quang Trung có thể nhanh tới cái mức nghĩ ra những cái điều như vậy, rất là hay luôn. Này, nếu mà em cần tắt ra ngoài đảo thì anh tắt ra cho nha. Anh sẵn sàng rồi, anh sẵn sàng rồi, đi hiểu ơi. Trong bốn đội trưởng này, anh đề xuất tên em là tại vì anh nghĩ cái màu sắc của anh với em mà cộng lại nó sẽ là rất cái gì và này nọ đó. Trung Hiếu đó em. Trung Hiếu là một cái tên mà em rất ghét. Rất ghét. Ủa? Ủa? Không, em ơi, vừa trung thực mà vừa hiếu thảo, hiếu thuận nữa thì có gì đâu mà ghét. Nó ghét á, tôi trở lại vì con người liền thấy không? Không, nói chứ cái giọng cao nhóm em là em thấy không đầy đủ rồi. À, mà nói giọng bình thường. Có gì anh Phúc tiễn anh đi một đoạn giùm em. Thôi mà, đừng. Trời ơi. Hiếu ơi, em làm gì làm sai làm rồi Hiếu ơi. Tại vì đơn giản thôi là Trung Hiếu là tên của Hiếu thứ nhất. Là thằng Hiếu trong lớp của em hồi xưa mà học giỏi siêu giỏi đó. Em nói không, hay ghét, không thích. Đó là một mất mát của đội Hiếu thứ hai. Nói chung là vậy đó. Nhưng mà chắc là Hiếu cũng không thích anh chỗ nào đó. Cái kiểu của mình là mình có sao mà nói vậy. Mình không có giống như là anh Isaac hay là anh Song Luân là sợ mọi người tổn thương. Lúc nào cũng ôi đau quá. Em thấy anh Song Luân với anh Isaac là kiểu đó. Đây là cái vòng duy nhất mà chúng ta sẽ có cơ hội trở mình ngoạn mục. Các bạn hoàn toàn có thể gặp được đội trưởng mà các bạn yêu thích. Wow. Xin mời bốn đội trưởng ạ. Khi mà mình bước vào á, người mà mình muốn chọn á là Dương Domic. Bởi vì Dương Domic cũng thể hiện mình rất là giỏi trong việc nhảy, hát, cũng biết viết. Hiếu cũng có năn nỉ Negip. An ơi, không nghe An nhường cho Hiếu Dương Domic nha. Thật ra là rất là muốn Dương Domic, nhưng mà người anh em của mình đã cầu xin rồi thì mình cũng đành lòng. Dương muốn về đội với Hiếu thứ hai. Âm nhạc của Dương cũng có một phần tương đồng với Hiếu nên là cũng khá là tò mò. Các bạn thân mến, hiện nay mỗi một đội trưởng đang thiếu hai thành viên. Đây là cơ hội cuối cùng cho cả đội trưởng và các bạn. Ở đây có 8 thầm. Các bạn không cần phải thuyết phục gì nhau cả. Ok. Đây là định mệnh. Tôi yêu tất cả mọi người. Mời mọi người. Thôi anh em thò hết mà đi. Bắt một lần đi ạ. À. Rồi các bạn cứ xem ạ. À. Xin mời
hai thành viên cuối cùng của đội Isaac. Đồ Phú Quý. Hội họp nha. Trời ơi, chuẩn bị em rồi. May mắn nha, được vô đội của anh Isaac như ý mình muốn ngay lúc đầu. Rất là duyên số, quá tuyệt vời. Thật sự là em có quyền từ chối ngược lại không ạ? À? Bà nói nó gọi là cơm thừa canh cặn rồi, em không muốn nữa mà. Trời ơi, em xin phép từ chối. Đây là ý trời, em không còn quyền từ chối. Chúc mừng em về với đội Isaac. Khi mà mình đã thuộc về nhau rồi đó, mình có làm gì mình cũng sẽ thuộc về nhau thôi. Thì bằng chứng là mọi người cũng đã thấy rồi đó. Sau khi mà em từ chối Thúy Ngân, Thúy Ngân lại là Thúy Ngân làm thấy có lỗi. Và em nghĩ là tại sao mình phải overthinking? Mà bởi vì tất cả mọi người đến đây là chơi, và tất cả mọi người đều có cơ hội thể hiện bản thân mình. Cho nên là nếu mà em có làm chứng nhóm thì em sẽ không từ chối bất cứ ai hết. Nhưng mà cái ly vỡ rồi. Anh hãy vá lại, anh sẽ vá lại, yên tâm. Xin chúc mừng sự kết hợp mới của anh trai Isaac và anh trai Thúy Ngân. Đúng ý anh, Thường. Xin cảm ơn ạ. Xin mời hai thành viên cuối cùng của đội Nagif. Sao im lặng như vậy? Không ai muốn về, tại không ai muốn. Giờ anh muốn hỏi em là em muốn anh không? Muốn đã? Anh muốn em không? Có muốn em thề luôn. Hồi nãy là em đi ngang qua mặt anh như một người xa lạ. Nhưng mà khúc sau thì em có nghĩ lại. Nghĩ lại rồi đúng không? Em thề luôn, nếu như tua lại cái phòng vừa rồi á là có, em có nghĩ tới anh. Tại vì em cần một trụ cột trong gia rồi, đình. Ok. Tôi thề luôn, ảnh nhảy rất là đẹp. Đó, rồi xong rồi có một chiều cao ấn tượng. Body 6 múi, không thua gì Isaac Tuấn Tài. Chúc mừng anh trai đã có một dương rồi thì... Wow. Không phải là anh nữa, không phải là anh nữa. Ủa trời ơi. Nhưng có một dương kia. Trời ơi. Oh my god. Sao hay vậy ta? Ông trời ơi, sao bất công vậy? Quá bất công. Tuyệt vời. Em đã có hai cái cột. Em đã có hai cái cột thiệt luôn rồi. Trộn rồi anh, đúng nguyên một cái gia đình mà em tưởng tượng luôn á. Em có hai cái cột dương luôn. Quá đã. Trời ơi, tuyệt chúc mừng em. Anh Dương sẽ cân bằng cái tỷ số chiều cao cho cái đội của mình. Trước khi vô đây em nghĩ là không có bốc thăm thì mình sẽ được quyền chọn. Nếu em được chọn thì em chọn ai? Nếu được chọn thì... Em có thể không cần anh, em có thể ghét anh, nhưng anh cần em. Em có thể không cần anh, em có thể ghét anh, nhưng anh cần em. Trời ơi, sao sổ tôi khổ vậy trời. Trời ơi, sao sổ tôi khổ vậy trời. Em đang chạy trốn tôi hả? Chạy trốn hả? Chạy trốn hả? Trời ơi, có chạy đằng chơi. Em từ chối. Vào. Cái gì? Anh Tú nói gì ạ? Em từ chối. Anh Tú là người đầu tiên từ chối xong luôn. Em từ chối anh Sinh. Em từ chối tôi. Đúng. Tôi không muốn theo anh đâu. Em buồn cái gì? Chúc mừng anh Tú. Rút thăm trúng thưởng, thưởng ngay anh Sinh. Mình không biết nói gì nữa. Chắc ý trời muốn hai anh em phải ở cạnh nhau. Cho tôi một anh trai của team Hiếu thứ hai à. Ba người này là ba người em từ chối hết luôn. Thiệt hả? Trời ơi không. Đúng sao? Là quan gia ngõ hẹp. Sao không sao. Nếu mà bây giờ mình về lại một lần nữa thì có nghĩa là đó là định mệnh. Đó là định mệnh rồi. Chứ không phải đó là xui hả? Không anh. Gọi là đời phạt đó. Chúc mừng bạn yêu nha. Người đầu tiên là em ạ. Wow. Phải không anh? Yes. Chúc mừng Vũ Thịnh. Anh đã chứng minh là định mệnh là đúng. Yes sir. Vâng, Á hậu và Hoa hậu sẽ thuộc về ai? Tôi đếm đến 3. Hai anh sẽ tiến về đội trưởng của mình. 1 2 3. Ai cũng ok. Cảm ơn em vì đã từ chối anh.
Bây giờ mà anh đưa anh về anh Luân rồi. Ủa? Thôi quá đủ cho em rồi, đừng gặp lại nữa. Tôi cảm thấy giống như là một cú trời giáng vậy đó. Như là ghét của nào trời trao của đó đó. Nên là từ nay Trung cũng xin hứa là sẽ không dám ghét ai nữa. Mọi thứ đã được sắp đặt theo một cái cách gì đó rất riêng của ông trời ban xuống. Ông trời thiết kế rồi, ông trời thiết kế. Ê, ai vậy? Lắp ló trong kia vậy? Thiên thần, thiên thần mà... Trắng trơn luôn. Rồi đến 3, 2, 1 tôi cần anh nào đó mà đẹp nhất, quyến rũ nhất. Mời tôi ra. 3, 2, đi ra. Đi ra. Ông có cho, ông có cho. Đẹp nhất rồi. Chưa phải đẹp. Mở một kiến ra. Quá đẹp quá trời ơi. Khá là sợ đấy. Anh ấy có một cái đôi mắt có thể răn đe được đối phương. Cũng được, cái này cũng được. Nhưng mà có option nào ok hơn không? Option ok. Chưa. Hiểu đi, hiểu đi. Giữ mày, giữ mày. Trời ơi. Ơi. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Xin chào các anh chơi xe 2. Chào quản gia. Rồi lấy nước cho mấy anh uống đi cưng. Em đó. Né nè. Ê, ê, đẹp, đẹp đứng đây. Này, này. Qua đây nước dùng anh. Trời ơi. Không có nhan sắc mà biết thân phận của mình chứ. Đúng là đẹp trai cũng là một loại tài năng. Xin lỗi Ali nha, xin lỗi hai Cang nha. Các anh chơi xe 2 ơi. Dạ. Nào, chúng ta hãy cùng đi kiếm phòng đi nào. Đi thôi. Lộc lão thanh kiều. Lộc lão thanh kiều. Lộc lão thanh kiều. Thanh kiều, thanh kiều, thanh kiều. Xin mời. Ok, đi thôi. Khổ quá. Khổ quá. Khổ không? Dạ. Khổ không? Dạ khổ. Tập trung chăm sóc mấy anh nghe chưa? Dạ em nhớ rồi. Biết phận nghe chưa? Dạ. Đi đi. Thì gần như là vòng 1 á, nếu mà thả vô bài nào cũng làm được. Trừ bài hit drama thôi. Phía sau là em sẽ đấu giá bài đầu đội sừng trước. Xong rồi tới bài du. Du. Tới Hào Quang rồi tới mấy Get Me A Đàn Lô. Cái thứ nhất là bài du là sửa được, dễ làm. Nhảy được cũng ok luôn. Cảm giác là mình nên lấy bài đầu đội sừng. Chắc chắn là mình phải lấy bài đó. Bắt buộc. Mình đấu giá bài 1 mình cũng phải tính cái số tiền còn lại để đủ để chiến để lấy bài đầu đội sừng ấy. Bài cũng rất quan trọng. Mình tập trung 100% cái suy nghĩ của mình vào cái phần đấu giá này. Bởi vì nó là một cái phần cực kỳ quan trọng để mà mình giành được cái quyền chọn bài. Đây, Hiếu thứ 2, 341 điểm, Hurricane 340 nè. Mở ra một cái bất ngờ luôn là mình chỉ đứng sau Hiếu thôi. Cũng hơi sốc đấy, hơi sốc nhẹ. Anh thứ 3 là 293. Trời ơi, em đang đổi sổ nha cả nhà. Mình cứ cho luôn ra 1000 mấy đi. Được. Chính thuật hả? Đó thì mình cứ gấp là 1386 thôi, báo gì. Yeah. Bởi vì người ta đâu biết là nhóm nào đâu. Đúng rồi, để coi là họ cao nhất là ai. Rồi coi ai nhóm nào chịu chơi. Để coi được bao nhiêu điểm là cao nhất. 1652 hả? Cho anh thử coi là họ có bao nhiêu tiền tổng đi. 2360. Nghe cái thông báo số điểm cao nhất, dùng cái đó chia 70% là ra số tiền mà đội kia đang cầm. Thì chuyện đó sẽ trả lại một cái kết quả là điểm phòng hộ đó, điểm nó sẽ rất thấp. Thế bắt đầu rung rung rồi, anh em bắt đầu nâng nhẹ lên chút xíu. Tới đâu rồi? Xong luôn anh, chốt luôn rồi. Quỷ nhiêu quá, quỷ nhiêu, quỷ nhiêu. 1580 điểm anh. Tụi em ít tiền anh ạ. Bọn em để lại 300 làm vốn thôi. Anh Thành có tư vấn gì cho lại tụi em không? Bây giờ theo tụi em nhận xét đi, tụi em là nhóm thứ mấy? Bét anh. Bét rồi. Tụi nhóm bét. Tin vậy nói đi luôn hả? Nếu như bây giờ tụi em ta tin tụi em bét rồi, đã đưa ra hai phương án. Yeah. Một là tụi em nghĩ tụi em còn cơ, thì tụi em đấu đi mua bài xịn. Hai, nếu mà tụi em nghĩ tụi em bét. Tại sao mình không chừa lại 30% điểm đó đi, mình cộng vô cho cái bài của mình để nó an toàn hơn chút. 30% của em đó là 380 thôi, bọn em bỏ thêm 80 thôi à, là còn 300. Không biết nha, Tuốt cũng bỏ 30 thôi mà nó vô dòng sỏi đá đó. Tới lúc mà xui xui là tự nhiên có 50 điểm thôi mà nó quyết định thắng thua đó ha. Thì tôi báo vậy thôi. Suy nghĩ lại à. Anh mới nói là nếu mình thật sự cần thiết mình vẫn có thể rút tiếp trong 308 đó. Mình rút được. Quên. Nhưng mà cái khúc bơm tiền là khúc nào anh Thành? Khúc sau lượt 1. Cũng được. Tôi cứ rút 70% đủ đi. Tôi báo gì thôi nha. Thì gặp anh. Dạ chào tạm biệt. Mình đem 1400 đi, cho nó chẳng. Tại vì cái màu này mình đấu không lại rồi. Này có mấy số thôi. Yêu cầu lắm, được xuống dưới đem được 1800 đi. Đúng.
cho vậy đi, là cho chẳng á. Okay. Là anh em mình vẫn ngàn ngàn tư nó ngàn tám nó cũng trên 400 thôi. Không cũng nhiều quá. Nhiều quá. 400 là hạ 3 ly rồi. Trời ơi. Ok, và nhóm tụi mình xin chốt là 1400 điểm vào quỹ điểm đem xuống dưới đấu giá. Đâu đội sừng. Ủa? Ủa? Ủa là sao? Là sao? Đó là random. Ủa? Ảo thế nhở? Trời ơi. Ban tổ chức lập lần đầu tiên mà nhà sản xuất có thể xoay các anh trai gọi 360 độ như này. Cái bài đầu đội sừng là một cái bài mình đánh giá là đánh giá cao nhất trong 8 bài. Lúc đầu bọn mình tính là đầu đội sừng sẽ ở round 2, nhưng mà đầu đội sừng lại lên đầu tiên. Nó làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch của bọn tôi hết. Bình tĩnh thôi nhá, bình tĩnh thôi. Như là được mùa, trong lòng mình râm ran cười như nở hội. Chuẩn bị 1, 2, 3, đưa giá. Mình sẽ bắt đầu với một con số rất là nhỏ nhẹ, nhưng chắc chắn nó sẽ rất là nảy lửa. Anh trai xong luôn 430. Anh trai Nagip 500. Quay trả cao hơn 500 hay không? Lên 1 đồng cũng được, anh em nhìn cho nó quải. 500 lần thứ 2. Thôi đừng nói mọi thứ nó dễ dàng vậy nha. Đừng đó. Thì ba là hết rồi. Anh Hiếu thứ hai trả 530. Xong luôn 530. Ồ, cho anh hả? Tức là vòng này lấy được bài hay là tốt. Anh Hiếu trả 562. 592 ạ. Xong luôn 600. Anh trai xong luôn 600 ạ. Trời ơi. 660. Anh trai Hiếu 650. Ủa? 630 qua 650 có được không anh? Cách 30 lận. Rồi 660 lộn, xin lỗi. Mình cũng phải chơi cho thử để biết cảm giác đấu sao để mình warm up cho mấy bài tiếp theo chứ. Người ta đang ép giá mình mất tiền nhiều. Mình để không lấy bạn ấy đâu, nhưng mà đang ép giá cho lên giá. Tham gia đấu giá chung để kích thích đôn giá thêm. Cá nhân Jin với lại anh Isaac tuy là cũng thích cái màu nhạc đó, nhưng mà là nó cũng khá là gần giống với lại bài Don't Care. Nhưng mà hàng không dám bỏ tiền vô, sợ bỏ thêm nên anh em không mua nữa. Tự nhiên mình hốt ngay cái bài chưa phải là cái option mà anh em thích. 690 ạ. 750. Anh trai xong lần 750 ạ. Rồi, bài đầu tiên. Bên kia không có nhìn bản của bạn nè. Cái chị này nè, chị quay qua bên kia đi. Kiểu gì chả biết. Chị liếc quay. 800. Những cái mà liên quan tới tính toán á thì Negip rất là tin anh Nicky, tại vì ảnh tính ra được nhiều trường hợp á. Điểm cao mà, 4 người top trên mà. Lo gì đâu, top dưới cũng điểm cao luôn. Còn điểm là còn chơi. 831 ạ. 861 ạ. Hiếu à, bọn anh còn điểm. Chơi đi em. Anh ra Negip 861. Sức trẻ. Giàu mà. Đẩy cho cao cho người ta tốn đạn đi. Khi mà mình cảm thấy họ rất là thích bài này, mình cố gắng mình tố thật cao vào cái điểm của mình để họ mua bằng được cái bài đó. Xong rồi khi mà mình cảm thấy điểm mình bắt đầu đủ cao thì mình sẽ rút. 861 lần thứ nhất. 861 lần thứ hai. 893. 893. Không khí ta là nghẹt thở. Thưa quý vị, anh trai Hiếu thứ hai đang chi tiêu rất là có mục tiêu. Những cái thứ mình tính toán là nó đi theo một cái chiều hướng rất rất tốt, rất thuận lợi so với team mình. 893 lần thứ nhất. 893 lần thứ hai. 950. Wow, anh trai Nagip không để vụ này lắng. 950 lần thứ nhất. Sao mới vòng đầu mà mọi người lại chơi khô máu như vậy. 950 lần thứ hai. 980 ạ. Để thêm đi mọi người. Mới có gần ngàn điểm thôi mà ha. Lên 1000 thôi. Lên một bên kia lên 1000 đi. 1010 ạ. Căng nha, căng nha. Đây à. Một con số 1000 chạm mốc 1000 với bài hát đầu tiên là mình nghĩ là mọi người đã rất là sốc với cái độ chịu chơi của chúng mình rồi. 50 lần thứ nhất. Anh em on in quá à. On in đi. 1010 lần thứ hai. Chuẩn bị là mất hết 1000 rồi thì mình cũng ngại chứ, mình cũng lo chứ, tại vì sợ không còn điểm để lấy bài thứ hai nên là cũng khựng lại một nhịp. 1150. Oh my god. Một cái giá thấy ghét. Respect.
Cái lúc đấy là mình biết là Hiếu chắc chắn là sống chết với bài này rồi. Nó không chỉ về vấn đề là điểm cao hay điểm thấp nữa. Một là cái tôi nữa này. Hai là tôi đã muốn bài này, bạn đừng có giành khỏi tôi. 1150 lần thứ hai. Cái này mình bỏ 1000 điểm mọi người. Nó gom hết tiền luôn á. Và Quang! Cái gì? Quang chị ơi, Quang! Thôi. Negip thì lúc đấy là muốn chơi. Muốn chơi đến cùng với Hiếu luôn. Cũng có rung rung nhẹ, nhưng mà mình thấy team bên kia rung hơn là mình cứng liền. Có một cái chút trục trặc trong cái chuyện tính toán của Nicky. Ôi chết rồi, bài đồ đội sừng là trong plan của anh em. Mình lúc đó mình cảm giác kiểu không biết phải nói thế nào nữa. Ê, đầu đến cỡ này rồi mà lại bỏ. Là mình biết là cái díu Negip nó yếu lắm. Negip là rất là dễ bị rối. Ai nói gì vô là lùng bùng lỗ tai là rối liền à. Mặt của Negip là gọi là bị đơ luôn. Chỉ biết là Hiếu đang muốn all in thôi. 1180 à. 1180 à. Ôi. Tận dụng cái lợi thế đó là mình bet tiếp. Tại vì mình muốn là phải có cái bài đó cho mấy anh em. Mấy anh em cực kỳ thích bài đó. 1-2-1 không ạ. Năng lượng của tụi mình nó quá lớn đi. Ác dí luôn bên kia. Có vẻ là bên kia đã trùng bước. Nếu mà team mình dùng 1.300 vào bài này thì bài sau hoàn toàn mình không có sự lựa chọn. 1-2-1-0 lần thứ nhất. Eo, hai nhóm nhiều điểm nha. Không để vụ này lắng. Bọn mình mới bàn lại với nhau là nếu không có bài này mình có option khác không? Có 7 người mà mỗi người một ý á. Thì bây giờ mọi người đi đấu giá với nhau thì đi đấu giá cũng phải thông minh. Vốn này là 1 tỷ. Tự nhiên đi đấu giá mọi người lên đến hết 1 tỷ thì mọi người không còn cái gì lại. Mua một món đồ đấy xong rồi coi như nghèo luôn. Thà là mình bỏ ra một số tiền nó hơi mắc hơn, mình có thể mua được cái bài mà mình thích. Và lúc đấy là theo tinh thần của Dương cũng không. 1-2-1-0 lần thứ hai. Rất là tò mò là không biết Hiếu sẽ race cho tới khi nào. Đây sẽ là bài đinh của anh em mình. Chốt cái tinh thần với nhau là sát ván thì lấy bài này. Phải chơi thôi. Nó chơi đấy. Mình bỏ luôn. Chơi bỏ. Team mình cũng khá là nghèo. Nghèo nhất trong 4 team. Họ còn ra tiếp nữa thì team mình sẽ bỏ cuộc đấy. Cơ hội của bọn mình sẽ khá là thấp. Một xíu thôi là tụi mình vượt qua cái điểm quỹ rồi. Và như thế chắc chắn là tụi mình sẽ dừng lại. Bây giờ mà mình cứ cố chạy theo như thế, cả hai bài của mình sẽ vỡ tan luôn. Bang. Yeah. Ok. Lắm. Nó chính là của tụi tôi. Akalo. Quá Akalo. Rất máu lửa. Chúc mừng anh trai Hiếu thứ hai với bài hát Đâu Đổi Sừng. Hy vọng là bài hát không giúp anh em đừng đổi sầu. Có diễn vật nhưng mà là may mắn. Chứ sao, may mắn luôn tới với những người có cố gắng. Bài số 3. Đây là bài thi sĩ ạ. Tuyên Luân bắt đầu xác định sẽ all in hết tất cả những gì tiền mình có. Luân nghĩ là sắp tới sẽ là một cuộc đấu giá nảy lửa giữa hai team, vì lúc đó chỉ còn có team của Hiếu thứ hai và team của Song Luân thôi. Cái luật của chương trình là cái điểm sàn phải là 400 điểm, bắt buộc 109 bỏ thêm 201 nữa vô nữa. Quá hời. 400 ạ. Chắc là đang cố tình tạo sự gay cấn và sẽ lên với một con giá nào đó giống như là 800 hay 900 để cho mình sốc để mình bỏ. 403. Kìa, anh em. Không đâu quá. Bên kia im ru mọi người. Không một lời nào hết. Thật sự thì tụi em đội siêu trí tuệ Việt Nam cũng đã phần nào đoán được cái ý định của team của anh Song Luân rồi. Rồi anh lấy đi. Ok. Như một bàn cờ ấy, mình biết lúc nào tiến, lúc nào lùi. Đấy mới là một cái chuyện rất hay. 403 lần thứ nhất. Thật sự luôn, em không hiểu. 403 lần thứ hai. Không mua à? Không mua. Giá chị rẻ dữ vậy. Bịt ngừa bạn Hoàng. Rẻ mà chợ không muốn bán luôn á. Đã mua. Bán. Xin cảm ơn ạ. Chúc mừng đội của anh Trường Sinh đã mua được bài hát Thi Sĩ với giá 430. Và tôi dư một đống tiền luôn. Một đống tiền đó mà nếu như để ở ngoài thì
Bây giờ mỗi đứa cũng phải được 50-60 điểm. Wow, trúng kế rồi. Anh trai Hiếu thứ hai đã bỏ lỡ 3 bài hát đầu tiên. Vì vậy cho nên anh ta phải mua bài hát cuối cùng là Love Sand với một nửa tổng điểm còn lại của nhóm. Team siêu trí tuệ Việt Nam đã quyết định là mình là sẽ lấy cái bài thứ 4. Tại vì trong 4 cái demo của lượt 2 thì mình chỉ không thích bài Hit Drama thôi. Và chỉ có 25% là mình sẽ trúng cái bài đó thôi. Mình còn 75% thì mình thấy vậy ok hơn. Lúc đó mình có hỏi ý kiến mấy anh em là mấy anh em chịu không? Nhạc nào cũng nhảy được, chỉ trừ bài đó thôi. Thì mấy anh em ok. Cùng lắm là mình sẽ bị phạt 50%. Còn 185 điểm chấp nhận được. Rất là đâu ra đó. Một là một, hai là hai. Gia trưởng hay ho, lo được cho các anh trai khác. Tự nhiên cái mình dứa ứng vô cái đội trưởng, nên là thành nó ra một cái trách nhiệm mà nó to đùng như là cái nó rớt lên đầu mình. Cái nó làm cho mình phải moi cái tính hơn thua của mình ra. Và thông báo thứ hai dành cho tất cả các anh trai là tất cả điểm còn lại của quỹ các anh trai đang có sẽ trở thành số 0. Trở thành số 0. Chúng ta sẽ chỉ còn lại điểm mà các anh giữ lại trước khi bơm vào lần thứ hai mà thôi. Cả 8 bọn mình coi như là bây giờ đang là vô gia cư, không có một điểm nào cả. Cảm giác là nó quá là khắc nghiệt khi mà muốn có một con beat hay. Sau vòng này, mọi người sẽ biết thế nào là lễ hội. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha Vio Long đào mới, ngon đào mộng.